Hello anh em, lại là mình Sơn Sơn đây. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Liệp Tuyết Quay, tiếp tục làm xe một cái video cho anh em xem. Thì sau hai cái phần mà dọn lại cái con X-Men 9 năm tuổi ở Liệp Tuyết được rất là nhiều anh em ủng hộ và là rất nhiều anh em có nhu cầu dọn xe như vậy, thì hôm nay mình lại được một cô em ở đây. Nói chung là cách cái chỗ mà hôm trước mình dọn có mấy trăm mét anh em ạ. Đấy, tin tưởng và order mình đến đây tiếp tục dọn cho em cái con xe. Hiện tại mình đã có mặt tại nhà khách rồi anh em nhé. Sau thời gian bàn bạc các thứ thì cuối cùng cũng chốt phương án. Thì hôm nay mình quay trở lại đây để làm và quay cho anh em xem còn con xe đó như thế nào, dọn những cái gì, tình trạng nó ra làm sao. Thì bây giờ em cùng mình xem hết video nhé. Bắt đầu thôi. Đây anh em nhá, hiện tại mình đang có mặt tại nhà khách này anh em này. Đấy, vừa nay mình đến các thứ nói chuyện với khách một chút, với cả nói chuyện với phụ huynh của khách một chút. Thì ok, nhân vật chính của chúng ta hôm nay đây. Đấy, con xe hôm nay chúng ta sẽ dọn. Thì vẫn như mọi khi thôi, đầu tiên thì mình sẽ đến đây và mình sẽ khảo sát qua con xe và sẽ kiểm tra tình trạng của nó như thế nào và sẽ bắt đầu tí nữa mình làm, mình sẽ quay cho anh em xem. Rồi ok, thì nói chung là đầu tiên thì gọi là sơ qua một chút về phần ngoại hình anh em nhé. Thì mình cảm thấy là con xe này nói chung là nó cũng khá là cũ rồi anh em ạ. Theo như mình hỏi chủ xe thì là con xe này nói chung là anh của chủ xe mua như 4 hay 5 năm trước ý, để đi học các thứ, nhưng mà bây giờ là truyền lại cho chủ xe để chủ xe gọi là đi học tiếp, còn anh chủ xe hình như là đi học đại học hay sao anh em ạ. Thôi thì đây, nói chung là đập ngay vào mắt anh em, nói chung là một con X-Men. Nói chung là con này thì dàn áo của nó thì không còn là nứt vỡ anh em ạ, mà nát luôn anh em này. Anh em nhìn cái phần dàn vỏ này các thứ này. Đây nhá, đầu tiên thì chúng ta có thể thì nhìn thấy ở phần trần, phần đầu này. Phần đầu thì phuộc thì cũng đã bị rỉ dầu, đã bị bay cái phớt ra rồi anh em này. Đó, được chưa? Phuộc này. Đó, ở dưới này thì mâm thì vâm vành 10 anh em nhá. Đấy, vâm vành 10, lốp 3.0. Rè này thì là lắp cho mấy cái dòng bánh 12 cho nên là nó đang bị to, đang bị hở đấy anh em này. Đó, nhìn trông nó không được hợp cho lắm anh em ạ. Đấy, cái này phải thay rè khác này anh em này. Đó. Phanh thì vẫn là phanh đĩa thôi anh em này. Đó, phanh đĩa này. Đó, nhưng mà các cái phần phớt dầu các thứ nó đã bị xì dầu rồi anh em nhá. Lên trên này một chút thì ở đây chúng ta có một con đèn, đèn này mình cũng không biết là nguyên bản hay là chủ xe đã thay, nhưng mà đây là một con đèn 2 tầng đấy, chóa của nó là chóa màu xanh lá cây này anh em này. Đó, còn xi nhan thì đây anh em này. Đây, quay cho anh em xem luôn xi nhan này. Đó. Được chưa? Nó chỉ còn dây thôi, không có xi nhan đâu. Rồi, lên trên này thì cái mặt nạ nhỏ này thì nó đã bị mất rồi anh em này. Đó, đồng hồ thì vẫn còn nhá. Rồi. Ở đây thì chủ xe lên được một con ghi đông Trung Quốc 28mm màu đen cùng lưng đen rồi nhá. Đó, cùng công tắc bên trái phải thì vẫn còn nguyên, hay bao tay vẫn còn nguyên, hay tay phanh thì vẫn còn nguyên, vẫn dùng được. Đó, bóp thì vẫn còn ok. Rồi, xuống dưới này một chút thì dàn vỏ thì bị vỡ phần này rồi anh em này. Đó, được chưa? Còn lại là các thứ thì nó cũng cũ rồi, dây tổng dây tiếc anh em này. Rồi, chân chống zin này, chân chống giữa thì nó bị hơi bị ấy một chút, mình đang phải kê gạch này anh em này. Rồi. Rồi, lên trên này một chút thì ở đây, đằng sau này thì chúng ta có động cơ này là động cơ, đây quay cho anh em xem, 60V 800W, vành này vành 10 anh em nhé. Đấy, vành 10, trước sau đều là vành 10. Rồi, rè riếc, chắn bùn, chắn biếc, gắp riếc các thứ này anh em này, đó. Dây tổng, dây tiếc anh em này, nhìn này, đó, nhìn trông nó có hơi nát một chút. Chủ xe đã lên được một đôi phuộc, phuộc này là phuộc bình dầu của fake của Olin anh em nhé. Đó, ti vàng nhưng mà đi nhún nhiều quá nó bạc, cái màu trắng này anh em này. Đó, cái phần bình dầu cũng đã cắt rồi anh em nhé. Đó, nói chung là bình dầu của mấy cái dòng phuộc phách này nó cũng chỉ là để kiểng để trang trí thôi anh em ạ, chứ nó không có dầu đâu. Phải các cái phuộc kiểu mấy chục triệu các thứ Olin Real cơ nó mới có bình dầu thật anh em nhé. Đây, nhưng mà lắp phuộc này vẫn chưa đạt anh em ạ. Đấy, nó bị banh ra hai bên này anh em này. Đó, thế này nhún nó rất là cứng luôn. Đó, nhưng mà nâng xe lên rất là cao này anh em này. Đó, và bên trong này một chút thì nói chung là mình khi mà mình đến đây tiếp nhận con xe này thì tình trạng của nó đang không đi được anh em nhé. Theo chủ xe chia sẻ là lần trước chủ xe đã lắp một con IC 1500W ở trong này anh em ạ. Đó, và lên 6 bình, nhưng mà hôm trước không biết vì lý do gì, không biết ai tháo trộm mất bình hay là như nào, cắt dây bình các thứ đó, và không đi được, bỏ xe từ hôm đấy đến nay. Nói chung là rơi vào khoảng hơn một tuần rồi chủ xe xem được video của mình và book mình đến đây để dọn một số các cái đồ. Đấy, tình trạng xe hiện tại đang không đi được anh em nhé. Đó, có sao thì mình quay vậy, có như nào mình nói thế. Đây, được chưa? Rồi, còn tí nữa mình sẽ tháo bung xe ra các thứ thì mới gọi là biết xem như thế nào thì mới có phương án để làm nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm và tí nữa xong xuôi các thứ thì mình sẽ review cho anh em và nói về những cái phần mình làm và những cái phần mà nó ấy anh em nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Nói chung là qua gọi là khám nghiệm tử thi, quên, gọi là kiểm tra sơ bộ anh em nhá, thì mình thấy là con bình này
năm cái con bình cũ kia anh em ạ, nó bị hỏng mất hai quả anh em ạ. Khi bật xe lên còn có 36V anh em ạ. Đấy, nói chung hai quả bị chết rồi. Thì đây, hôm nay mình gọi là lên đây thay cho chủ xe một bộ bình mới này, được chưa? Và mình đã đi lại hết cho chủ xe 1 2 3 4 4 cái dây này. Chứ vừa nãy toàn những cái dây như này anh em này. Đấy, rất là kinh khủng luôn. Đó. Với cả là cái phần đầu này bị cắt rồi anh em nhá, bị cắt nối đầu anh nhá. Đây. Bị cắt nối vào đây anh em này. Đó, cho nên tôi đã dùng đầu cốt tôi bấm lại cho chủ xe một con cốt đầu cốt mới này anh em này, bật lên này. Đấy. Lại 65,5V, lại ngon lành cành đào ngay anh em nhá. Ok, tiếp theo đó chúng ta sẽ xử lý cái phần IC này. Đấy, nói chung là sau khoảng chưa đến 30 phút rồi thì mình cũng đã gọi là lắp xong cho chủ xe một con IC Vuitton 8m và trong suốt vào trong phần để IC zin anh em nhá. Đấy, bao chắc chắn luôn. Đấy. Bao ok luôn anh em nhá. Dây điện, dây điếc các thứ mình cũng đã gọi là ấy lại gọn gàng các thứ rồi rút giếc các thứ cố định lại cho chủ xe anh em nhá. Tránh trường hợp đi rửa xe giếc các thứ nước nó vào xong rồi lại chập cháy các thứ. Nói chung là thoải mái vô tư anh em nhá. Đấy. Lắp vào đây cho anh em xem này. Đó, mình đã gọi là lắp được bình này. Lắp IC này. Bây giờ mình sẽ lắp thêm một vài các món đồ nữa thì tí nữa xong mình sẽ quay cho anh em xem thành quả nhá. Ok anh em. Đấy, nói chung là sau khoảng 1 tiếng rưỡi xử lý thì mình cũng đã làm xong con xe này rồi. Đấy, tiếp tục review và quay cho anh em xem luôn. Thì tình trạng con xe này nó như thế nào thì mình đã quay ở đầu video rồi, anh em có thể nắm bắt tình hình nhá. Thì ok, nói chung là hôm nay về đây thì mình cũng gọi là dọn lại xương xương qua cho nó từ trong ra ngoài anh em nhá. Thì nói chung là con này thì nó cũng không nát đến cái độ kia bởi vì nó có 4-5 năm thôi anh em ạ. Anh trai chủ xe đi học cấp 3 xong 2K6 thì nhường lại con xe này thì gọi là bố chủ xe gọi là cho chủ xe ít tiền để gọi là dọn lại với cả là độ luôn anh em nhá. Thì nói chung là bây giờ mình sẽ nói về những cái phần hôm nay mình làm. Thì đầu tiên khi mà nhận xe thì xe nó không đi được với cả là nó bị hỏng hai bình đấy anh em ạ. Cho nên là hôm nay mình đã gọi là tháo hết toàn bộ 5 cái bình cũ này ra này anh em này. Đó, được chưa? Và mình đã thay cho chủ xe 5 cái bình mới này anh em này. Đây, ở trong này. Đó. Và mình đã đi lại hết dây giếc các thứ rồi. Mình đã quay lại một cái video sẵn rồi thì mình sẽ ghi ở dưới này anh em nhá. Đó. Rồi. Tiếp theo đó là mình đã gọi là lắp cho chủ xe một con IC Vuitton 8m bằng trong suốt. Ở trong này anh em nhá, mình cũng đã quay sẵn một video rồi, tí mình sẽ ghi mà cho anh em xem. Đó, được chưa? Nói chung là đấy, lắp liếc các thứ vào xong rồi đi dây đi giếc các thứ, IC giếc các thứ, căn chỉnh các thứ ok hết rồi. Lắp lại cho chủ xe như cũ như zin luôn anh em nhá. Đấy, không cần phải đục khoét cắt chế gì anh em nhá. Vẫn có cái không gian để bình này các thứ này. Được chưa? Rồi. Nói chung là cái ổ khóa này anh em nhá thì là nó bị hỏng từ đầu rồi anh em ạ, chủ xe cũng không có nhu cầu thay. Nói chung chủ xe nhu cầu chỉ cần là thay bộ bình, thay IC để cho con xe nó hoạt động các thứ lại ok và lắp thêm một vài các món đồ thôi. Còn lại là sắp tới chủ xe có độ thêm cái gì hay là làm thêm những cái gì thì cái đấy tính sau anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ bật cho anh em xem này. Bật cho anh em xem này. Đấy, ok chưa? Đó, 65V ngay. Khi mà ga lên các thứ ấy, bình mới mà anh em đi nó không bị tụt mấy đâu. Đấy anh em thấy không? Đấy, nó không bị tụt mấy đâu anh em ạ. Còn phanh phía các thứ, phanh trước, phanh sau vẫn còn rất là ok anh em nhá. Phanh trước bóp vẫn còn ok á. Phanh sau thì bóp phắt cũng ăn cứng luôn. Rồi. Tiếp theo đó là mình đã lắp cho chủ xe một cái màu này, một cái màu nhỏ này. Nhìn không có màu, nhìn trông nó hơi tù anh em ạ. Lắp thêm cho chủ xe một cái màu này. Nói chung là không đủ ốc anh em ạ. Không đủ ốc cho nên là mình chỉ lắp hai cái ở ốc ở trên này để giữ thôi anh em nhá. Đó. Còn lại là dàn đầu trước các thứ thì vẫn giữ nguyên như cũ thôi anh em này. Đó. Các thứ này, còn những cái phần nhựa như các thứ rồi những cái phần còn lại các thứ thì chủ xe có thể tự mang ra quán ở khu vực này sửa. Trong video hôm nay thì mình chỉ thực hiện như thế thôi. Rồi, tiếp theo đó là ở đằng sau này anh em ạ, mình đã lắp cho chủ xe một con bát biển CNC, được chưa? Cái bát biển CNC này thì mình cũng không cần phải nói lại làm gì anh em ạ, nói chung là lắp rất là nhiều, quay rất là nhiều rồi đây. Bát biển CNC này anh em này, màu đen, rất chắc chắn luôn để cho anh em lắp biển. Nói chung là biển đây rồi anh em nhá. Đấy, biển đây rồi. Còn chủ xe chưa muốn lắp anh em nhá, cứ lắp vào đây sẵn cho chủ xe này, căn chỉnh các thứ ok cho chủ xe rồi này. Đấy, cái này thì anh em chỉ cần gọi là ấy thôi. Đây, kéo nó xong rồi nhét nó vào đây một chút thôi. Đấy, bởi vì là đây nhá, từ từ anh em đợi cho một chút. Đó, chỉ cần như thế thôi, được chưa? Ok chưa? Rồi, con ốc này thì là con ốc để mình gá cái phần ấy lại thôi anh em nhá. Không có vấn đề gì cả, đấy. Đây, rút ra cũng được anh em nhá. Đấy, được chưa? Rồi, cái này thì bởi vì là nó đang thiếu mất một con ốc. Thiếu mất một con ốc to đây anh em này. Cho nên là tí nữa mình sẽ gọi là ấy nốt. Bởi vì là không có ốc anh em ạ. Với cả là cái khi mà ví dụ như cả để gập hẳn xuống dưới các thứ như này. Đấy, thì nó bị thấp quá. Mà gập lên trên ấy thấp quá. Thì tí nữa mình sẽ kiếm một con ra quán xe điện anh em ạ.
kiếm một con ốc để cho vào đây lắp vào nhá. Đấy, không thì anh em lại bắt bẻ lắp lại thiếu ốc thế này thế kia. Cái này mình cũng nói với chủ xe rồi anh em nhá. Rồi, bởi vì nếu mà gấp gấp kịch vào thì cái phần đây gấp kịch vào thì nó cái phần đấy thì nó sẽ bị vướng ở trong này anh em nhá, hiểu không? Rồi, nói chung anh em nào đã lắp thì anh em sẽ biết. Rồi, tiếp theo đó là mình đã lắp cho chủ xe một chiếc chắn bùn vân CNC vân carbon này anh em này. Đây. Lắp vào phần trục này anh em nhá. Đấy, một cái pad phần trục. Ví dụ như kiểu là lắp cho những cái con như kiểu gấp CNC V2 kia nó sẽ có pad sẵn thì chỉ cần lắp cái phần này vào thôi. Còn khi mà anh em lắp vào bánh zin thì nó sẽ có một cái phần vát trục này anh em này. Đó, một cái phần chữ Y kẹp ngàm vào này. Đó. Bao chắc chắn thoải mái cho anh em luôn. Đấy, nhìn trông nó đã gọn gàng các thứ ok hết rồi. Còn đây, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem IC nhá. IC thì mình đấu đầy đủ 3 số anh em nhá. Đây. Được chưa? Đó, đây. Kẹp cái mic của mình vào đây nha anh em nhá. Số 1 này. Đấy anh em nhá. Nói chung là cái tình trạng của con bánh này nó bị một là bị mòn hoặc là hai bị khô dầu bi ở bên trong rồi. Thì nói chung là mình cũng đã nói với chủ xe rồi các thứ thì chủ xe nhu cầu chỉ là đến đây thôi anh em ạ. Nhu cầu của chủ xe chỉ đến đây thôi chứ không có dọn từ trong ra ngoài như cái con xe hôm trước. Đấy, thì nhu cầu của chủ xe hôm nay chỉ gọi là đến để mình đấu một con IC này thay bộ bình này, đi lại hệ thống dây điện, dây điếc các thứ cho nó ngăn lạnh cảnh đào này, lắp một con bắt biển này, một con chắn bùn này. Đấy, còn lại là chủ xe sẽ tự xử lý hoặc là sẽ book mình về để làm phần 2 anh em nhá. Đấy, còn đấy, tình trạng nó như thế thôi anh em. Mình chỉ gọi làm hết gọi là nhu cầu của khách thôi. Đó, còn nói chung xong rồi, bây giờ mình sẽ thanh toán và bye bye, hẹn anh em những con xe tiếp theo nhá.